Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn của Google Pixel 2 XL, một trong những cái mẫu màn hình cực kỳ là khó thay và khó tìm của nhà Google. Hiện tại di động có cấp.vn có sẵn màn hình của Google Pixel 2 XL thay mới quý vị các bạn khi cần. Đây là màn hình mới của Google Pixel 2 XL sau khi được thay mới. Màn nó rất là đẹp như này. Đó. Rất nhiều khách hàng hỏi tại sao cái màn của Google Pixel 2 XL thay nó lại đắt như thế so với các cái mẫu màn hình khác của Google Pixel. Thì về cái cấu tạo màn hình của Google Pixel 2 XL nó không khác gì cái mẫu màn hình cong của Samsung. Đó, rất là mỏng như này. Với cái thiết kế màn hình cực kỳ là khó cho việc sản xuất thì việc màn hình của Google Pixel 2 XL có giá thay cực kỳ cao. Đồng thời các địa chỉ cung cấp màn hình của Pixel 2 XL cũng rất là ít. Chỉ duy nhất có nhà HTC sản xuất cái màn hình cho Google Pixel 2 XL. Do đó thì cái giá thành thay màn hình của Pixel 2 XL tương đối cao. Nhưng bù lại mình có một cái màn hình cực kỳ đẹp so với cái giá tiền của Google Pixel 2 XL. Để tư vấn rõ hơn cụ thể hơn về dịch vụ thay mới màn hình của Google Pixel 2 XL, địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho Google Pixel 2 XL, quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị bạn xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ nhận thay mới màn hình của tất cả các dòng điện thoại Google Pixel nói chung và màn hình Google Pixel 2 XL nói riêng.